Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cây ô tô thiện nhân Đồng Ben Mỹ Đình. Hôm nay cây ô tô thiện nhân lại giới thiệu đến cho tất cả các bạn một chiếc xe dán đề can đẹp nữa của hệ thống Đồng Ben Mỹ Đình đang sản xuất và thực hiện. Thì cái xe này là một cái sản phẩm xe cũ của khách hàng mà mua của bên mình một thời gian trước rồi. Thế nhưng mà hôm nay là họ muốn thiết kế lại một cái bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới theo cái phong cách thiết kế mới, đẹp hơn và chất lượng hơn. Thì hôm nay là bên mình sẽ làm cho khách nó thành một chiếc xe như thế này. Đây, họ bán về các cái sản phẩm bánh mì. Đây là một trong những cái đơn vị họ đã nhập của bên mình khá là nhiều xe rồi, từ xe tải thùng cho đến những cái chiếc xe tải van chở hàng trong thành phố như thế này. Đấy, ở đây các bạn nhìn thấy số hotline rồi là tất cả mọi thứ của họ rất là rõ ràng được hiển thị trên thân xe. Từ cái logo là Sabo Bakery bánh mì tươi cũng được hiển thị ở trên. Rồi là các cái hình ảnh sản phẩm mình cũng thiết kế ở trên như thế này rồi. Đó, ở đây là cái logo của họ là Sabo Bakery. Đấy, rất là rõ ràng, rành mạch. Đây là một cái sản phẩm Đông Ben X230 phiên bản 2 chỗ đời 2019, cũng ra mắt được một thời gian rồi. Đấy, thì năm nay nó đã ra đời phiên bản 2020 rồi, với chất lượng nó tốt hơn và mọi thứ nó cũng tốt hơn khá nhiều so với phiên bản 2019. Thì nếu các bạn đang quan tâm đến một trong những cái sản phẩm như thế này, các bạn muốn thiết kế được một cái bộ nhận diện thương hiệu nó chất lượng như thế này, thì các bạn có thể gọi cho bên mình hoặc là yêu cầu tư vấn từ bên Đông Ben Mỹ Đình của mình. Mình sẽ hỗ trợ các bạn là làm nên một chiếc xe nó có bộ nhận diện thương hiệu chuẩn chỉ như thế này. Rồi, nói qua một chút về cái sản phẩm Đông Ben X30 phiên bản 2 chỗ đời 2020. Thì nó sẽ vẫn có một cái thùng hàng trọng tải được giảm xuống 930kg để cho phép các bạn là đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn mới của nước ta trong được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, đó chính là cái trọng tải sẽ phải giảm xuống dưới 950kg thì các bạn mới được lưu thông trong thành phố. Thì cái xe này thì tới đây bên mình sẽ có những cái lô sản phẩm nó đã hạ trọng tải xuống 930kg rồi, các bạn không cần phải hạ tải nữa, nó đáp ứng hoàn toàn đủ cái tiêu chuẩn mới của nhà nước. Động cơ của sản phẩm này là động cơ 1.5 lít sản sinh ra công suất 80 kW ở 5.200 vòng quay, cho phép các bạn là tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ khoảng 5,5 lít xăng cho 100 km. Đấy, đây là một trong những sản phẩm mà các bạn thấy nó chạy ngoài đường rất là nhiều rồi. Từ tất cả các cái trang thiết bị cần thiết của bác tài xế đều có cả, từ điều hòa 2 chiều, chạy được lái điện, kính điện, khóa điện, tất cả mọi thứ cũng rất quen thuộc. Hệ thống cabin rộng rãi nhất trong tất cả các phân khúc. Xin lỗi các bạn, hệ thống cabin rộng rãi nhất trong tất cả những cái chiếc xe tải van hiện tại đang có trên thị trường thì đáp ứng đủ cho các cái nhu cầu cơ bản của các bạn. Sàn thì đã được inox rồi. Đó. Thì cho phép các bạn chở hàng tốt và cái lượng hàng hóa tương đối ổn. Đây là cái sản phẩm cũ, mình nhấn mạnh lại một chút, đây là một cái sản phẩm cũ thì khách hàng chỉ yêu cầu bên mình làm lại bộ nhận diện thương hiệu thôi. Còn một chiếc xe mới thì nó sẽ đẹp hơn, nó không cũ như thế này. Nếu các bạn quan tâm đến nó, các bạn cần làm một bộ nhận diện thương hiệu như thế này, hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.